Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh túc trụ tùy niệm trí chứng thông, chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí. Này xá lợi tử, đó là đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà phát sanh túc trụ tùy niệm trí chứng thông ba la mật đa. Này xá lợi tử, có đại Bồ Tát với thiên nhãn trí chứng thông thanh tịnh hơn thiên nhãn của người. Có thể như thật thấy các màu sắc hình tượng của loài có tình thức, chẳng phải có tình thức trong hằng hà xa số thế giới ở mười phương, thấy các hữu tình khi chết lúc sống, thể sắc đẹp hay xấu, cõi lành hay cõi ác, hoặc thua hoặc hơn, tùy theo lực dụng của nghiệp mà thọ sanh khác biệt. Như vậy hữu tình nào thành tựu ba diệu hạnh thuộc thân ngữ ý, khen ngợi hiền thánh, tránh kiến vẻ nhân duyên thì sau khi qua đời sẽ sanh vào cõi lành hoặc sanh lên trời hoặc sanh vào cõi người hưởng các khoái lạc. Còn hữu tình nào tạo ba ác hạnh thuộc thân ngữ ý, chê ba hiền thánh, tà kiến vẻ nhân duyên thì sau khi qua đời sẽ đọa vào đường ác hoặc sanh vào địa ngục hoặc làm bằng xanh hoặc làm ngạ quỷ hoặc sanh nơi biên địa hạ tiện xấu ác hữu tình tập trung đó chịu các khổ não này xá lợi từ đại bồ tát này tuy đầy đủ thiên nhãn thanh tịnh như vậy có thể thấy hữu tình trong các cõi ở mười phương chết đây xanh kia nhân quả sai khác nhưng trong đó không tự cống cao không chấp tánh của thiên nhãn trí chứng thông không chấp vào việc thiên nhãn trí chứng thông không chấp người có thể đắc thiên nhãn trí chứng thông như vậy đối với chấp hay không chấp cả hai đều không có gì để chấp vì sao này xá lợi tử vì tự tánh không vì tự tánh lìa vì tự tánh xưa nay bất khả đắc này xá lợi tử đại bồ tát ấy không vì ham vui mà phát sanh thiên nhãn trí chứng thông như thế chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí này xá lợi tử đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà phát sanh thiên nhãn trí chứng thông ba la mật đa này xá lợi tử có đại bồ tát với lậu tận trí chứng thông có thể biết như thật tất cả hữu tình trong hàng hà sát số thế giới ở mười phương lậu đã tận hay chưa tận. Bồ Tát đắc lậu tận thông này không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, chỉ hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, không còn mong muốn nghĩa lợi nào nữa. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát này tuy đầy đủ công dụng của lậu tận trí như vậy, nhưng trong đó không cống cao, không chấp tánh của lậu tận trí chứng thông, không chấp vào sự lậu tận trí chứng thông không chấp người có thể đắc lậu tận trí chứng thông với chấp hay không chấp cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh lậu tận trí chứng thông như vậy, chỉ trừ vì trí nhất thiết trí này xá lợi tử đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phát sanh lậu tận trí chứng thông ba la mật đa như vậy này xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa mau viên mãn lục thông thanh tịnh nhờ lục thông viên mãn thanh tịnh này nên mau chứng đắc trí nhất thiết trí lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ vào bố thí ba la mật đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không keo kiệt. Có đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ vào tịnh giới ba la mật đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không hủy phạm có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ vào nhẫn ba la mật đa làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí vì biết hoàn toàn là không nên không sân giận có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ vào tinh tấn ba la mật đa làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí vì biết hoàn toàn là không nên không biếng nháp có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ vào tịnh lự ba la mật đa làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí vì biết hoàn toàn là không nên không tán loạn có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ vào bát nhã ba la mật đa làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí vì biết hoàn toàn là không nên không ác tuệ như vậy này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ vào sáu ba la mật đa hoặc riêng hoặc chung, nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn không nên không qua lại, không lấy bỏ. Tuy làm các việc bố thí sang tham, tịnh giới ác giới, an nhẫn sân giận, tinh tấn biếng nhác, tịnh lự tán loạn, trí tuệ ác tuệ, nhưng trong đó không chấp chặt bất cứ thứ gì. Này xá lợi tử, lúc bấy giờ Đại Bồ Tát không chấp bố thí, không chấp gian tham, không chấp tịnh giới, không chấp phạm giới, không chấp an nhẫn, không chấp sân giận, không chấp tinh tấn, không chấp biếng nhác, không chấp tịnh lự, không chấp tán loạn, không chấp trí tuệ, không chấp ác tuệ. Này xá lợi tử, ngay lúc ấy Đại Bồ Tát này không chấp hủy nhục, không chấp khen ngợi, không chấp khinh mạng, không chấp cung kính, vì sao Này Xá Lợi Tử, vì trong pháp vô sanh hủy nhục, khen ngợi khinh mạng, cung kính đều không có. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa vĩnh viễn chấm dứt tất cả các chấp trước. Này Xá Lợi Tử, công đức tối thắng tối diệu của Đại Bồ Tát ấy do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đạt được thì đối với tất cả thanh văn và độc giác đều không có. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy công đức viên mãn, làm thành tựu các hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này xá lợi tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa đều có tâm bình đẳng với các hữu tình. Có tâm bình đẳng với các hữu tình rồi thì Đại Bồ Tát ấy chứng đắc tánh bình đẳng của tất cả hữu tình và đắc tánh bình đẳng của tất cả Pháp. Sau khi chứng đắc tánh bình đẳng của tất cả hữu tình và chứng đắc tánh bình đẳng của tất cả pháp, đại Bồ Tát ấy an lập tất cả hữu tình vào trong tánh bình đẳng của tất cả pháp, ở trong hiện pháp, đại Bồ Tát ấy được hết thảy đức Phật hộ niệm, được tất cả đại Bồ Tát thương yêu tôn trọng, được tất cả thanh văn độc giác cung kính. Đại Bồ Tát ấy dù sanh ra ở đâu mắt không bao giờ thấy sắc không đáng ưa, tai không bao giờ nghe tiếng không đáng nghe, mũi thường không ngửi mùi hương không đáng ưa, lưỡi thường không nếm vị không đáng ưa, thân thường không cảm giác những tiếp xúc không đáng ưa, ý thường không chấp lấy những pháp không đáng ưa. Này xá lợi tử, đối với quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đại bồ tát ấy vĩnh viễn không thối chuyển. Khi Đức Phật đang nói công đức thổ thắng của các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa này, hơn một trăm bí xô rời khỏi chỗ và đem thượng y dâng thế tôn dâng lên thế tôn xong các vị ấy đều phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà khi ấy thế tôn liền mỉm cười từ trong miệng phóng ra ánh sáng đủ loại màu sắc bấy giờ a nan đà rời khỏi tòa trịch áo bày vai phải quỳ gối sát đất chắp tay cung kính thưa Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười như vậy? Chư Phật mỉm cười ắt có nhân duyên. Đức Phật dạy Ananda, hơn 100 bí xô rời khỏi tòa này. Từ đây trở về sau, 61 kiếp, trong kiếp tinh dụ sẽ thành Phật, đều đồng một hiệu là đại tràng tướng như lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh, viên mãn, thiện thệ thế gian dài vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Các bí xô này sau khi xả thân sẽ sanh vào cõi Phật bất động ở phương Đông, ở cõi Phật đó tu bồ tát hạnh. Khi ấy lại có sáu vạn thiên tử, được nghe Phật nói pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa nên rất hoan hỷ, tin tưởng thọ nhận. Thế tôn thọ ký cho họ sẽ ở trong pháp của từ thị thế tôn xuất ra với lòng tin trong sạch, siêng năng tu phạm hạnh đoạn trừ các phiền não, chứng vô dư niết bàn bây giờ tất cả đại chúng trong hội nhờ thần lực của Phật nên đều thấy ngàn đức Phật và các đức Như Lai ứng tránh đẳng giác cùng chúng hội của các ngài vai đức trang nghiêm của chư Phật đó rất khả ái ngay khi ấy tướng trang nghiêm thanh tịnh cõi thế giới tham nhẫn này không thể sánh kịp mười ngàn chúng sanh trong chúng hội này đều phát nguyện Phước mà tôi tu được, nguyện xin vãng sanh về những cõi Phật kia. Biết ước nguyện của những người này, Đức Thế Tôn lại mỉm cười, trong miệng lại phóng ra ánh sáng đủ màu sắc. Bây giờ đà lại rời khỏi tòa, cung kính hỏi Phật lý do, Ngài mỉm cười. Phật dạy, ông có thấy 10.000 người này không? đà thưa, Bạch Thế Tôn con có thấy, Phật dạy, mười ngàn chúng sinh này do nguyện lực của họ mà sau khi qua đời, được vãng sanh về cõi Phật, từ đó về sau không bao giờ xa lìa Phật, luôn cung kính cúng dường, tôn trọng ca ngợi, tu hành sáu pháp ba la mật đa. Sau khi được viên mãn sẽ chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, đều cùng một hiệu là trang nghiêm vương như lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian giải vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Khi ấy ở trong chúng, cụ thọ xá lợi tử, cụ thọ đại mục liên, cụ thọ đại ẩm quang, cụ thọ thiện hiện, vân vân Các đại bí Xô bí Xô ni, đại bồ tát, ô ba sách ca, thiện nam, ô ba tư ca, thiện nữ, đều rời khỏi tòa chắp tay cung kính thưa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát được chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Ba La Mật Đa, là Quảng Ba La Mật Đa, là Đệ Nhất Ba La Mật Đa, là Tôn Ba La Mật Đa, là Thắng Ba La Mật Đa, là Diệu Ba La Mật Đa, là Vi Diệu Ba La Mật Đa, là Cao Ba La Mật Đa, là Lực Ba La Mật Đa, là Thượng Ba La Mật Đa, là Vô Thượng Ba La Mật Đa, là Vô Thượng Thượng Ba La Mật Đa, là Đẳng Ba La Mật Đa và vô đẳng ba la mật đa là vô đẳng đẳng ba la mật đa là như hư không ba la mật đa là vô đối đãi ba la mật đa là tự tướng không ba la mật đa là cộng tướng không ba la mật đa là thành tựu nhất thiết công đức ba la mật đa là bất khả khuất phục ba la mật đa là có thể điều phục tất cả ba la mật đa bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa rất tôn quý rất thủ thắng tối cao tối diệu đầy đủ thế lực lớn có thể thực hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không gì sánh bằng có thể viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không gì sánh bằng có thể đầy đủ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không gì sánh bằng có thể đắc tự thể không gì sánh bằng đó là thân được trang nghiêm vô biên tướng tốt đẹp vi diệu có thể chứng pháp không gì sánh bằng đó là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Bạch Thế Tôn cũng nhờ tu hành bát nhã ba la mật đa hoàn toàn viên mãn mà có được sắc không gì sánh bằng, có được thọ tưởng hành thức không gì sánh bằng, chứng bồ đề không gì sánh bằng, chuyển pháp luân không gì sánh bằng, làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai cũng nhờ tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đã sẽ và đang chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên Bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát muốn đạt đến sự cứu cánh của tất cả Pháp để đến bờ bên kia thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa làm cho tất cả trời người A Tố là kiền đạt phược vân vân trong thế gian đều cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ, Thế Tôn dạy Bồ Tát giá lợi tử, Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, làm cho tất cả trời người A Tổ Lạc, kiền đạt phước vân vân trong thế gian đều cung kính cúng dường tôn trọng lợi khen. Vì sao? Vì nhờ đại Bồ Tát ấy mà thế gian có trời người xuất hiện. Đó là đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ chuyển luân thánh vương và vua nhỏ phu quý có quyền lực trời tứ đại thiên vương chúng cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian nhờ đại bồ tát này mà thế gian xuất hiện dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát và chư phật Nhờ Đại Bồ Tát này mà thế gian xuất hiện Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nhờ Đại Bồ Tát này mà thế gian xuất hiện những thứ đồ ưa thích để sanh sống. Đó là thức ăn uống, y phục, giường chiếu, thuốc thang trị bệnh, của cải, gạo thóc, chân bảo, đèn đuốc, vân vân Nói tóm lại tất cả thú vui của trời, người, a tố lạc, vân vân Và Niết Bàn đều phát sanh từ Đại Bồ Tát ấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy tự mình hành sáu pháp ba la mật đa và và khuyến khích người khác tu hành cho nên nhờ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà tất cả hữu tình đều đạt được lợi ích an vui thù thắng bấy giờ đức thế tôn hiện tướng lưỡi che khắp ba ngàn đại thiên thế giới từ nơi tướng lưỡi này lại phát ra vô lượng tia sáng đủ màu sắc chiếu khắp hàng hà sa số thế giới chư phật ở mười phương khi ấy mỗi cõi phật trong hàng hà sa số thế giới ở mười phương đều có vô lượng vô số các đại bồ tát thấy ánh sáng lớn này đều nghi ngờ các vị đến chỗ phật của cõi mình cúi đầu cung kính thưa Bạch Thế Tôn đây là thần lực của ai, lại do nhân duyên gì mà có ánh sáng lớn, chiếu các cõi Phật như vậy? Khi ấy, mỗi Đức Phật trả lời cho các Đại Bồ Tát, ở phương kia có thế giới, Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu thích ca mâu ni như lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài vô thượng trưởng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật thế tôn đang giảng nói bát nhã ba la mật đa cho chúng đại bồ tát hiện tướng lưỡi che khắp ba ngàn đại thiên thế giới từ tướng lưỡi lại phát ra vô lượng ánh sáng đủ màu sắc chiếu đến hằng hà xa số thế giới các cõi phật ở mười phương ánh sáng này là do tướng lưỡi của phật ấy hiện ra khi ấy vô lượng vô biên các đại bồ tát ở mỗi cõi nghe xong hoan hỉ bạch phật Bạch Thế Tôn chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái, cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các Bồ Tát đồng thời nghe bát nhã ba la mật đa cúi xin đức thế tôn thương xót cho phép chúng con được đi mỗi đức phật đều dạy này đã đúng lúc các ông hãy đi tự nhiên bấy giờ được phật đồng ý các đại bồ tát lễ lại dưới chân phật đi nhiễu bên phải rồi từ giã ra đi các đại bồ tát sửa soạn đủ thứ vật quý báu nào tràng phan lỏng y phục anh lạc vòng hoa thơm chân bảo vàng bạc các loại hoa vân vân tấu lên đủ loại âm nhạc vi diệu trong chốc lát đã đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi lễ Phật và lui qua một bên. Khi ấy, trời tứ đại thiên vương chúng cho đến trời sắc cứu cánh, đều đem vô lượng vòng hoa thơm và vô lượng hoa trời thượng diệu đến chỗ Đức Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen Phật, Bồ Tát, đi nhiễu trăm ngàn vòng, đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui qua một bên cũng lúc ấy các đại bồ tát trong mười phương và vô lượng trời ở cõi dục giới và sắc giới dâng cúng đủ loại vật báu như chàng phan lọng y phục anh lạc hương hoa châu báu và các âm nhạc vân vân nhờ thần lực của phật tất cả vật cúng dường ấy vọt lên không trung hợp lại thành một cái lọng lớn bằng tam thiên đại thiên thế giới bốn góc trên đỉnh lọng đều có cờ báu được trang nghiêm đủ kiểu rất đáng ưa thích sau khi biết các đại bồ tát và các đại thiên chúng đến từ mười phương thế giới có ý muốn thanh tịnh đối với các pháp đã đắc vô sanh pháp nhẫn thấu rõ tất cả pháp là vô tác vô vi vô sinh vô diệt đức thế tôn liền mỉm cười từ miệng lại phóng ra ánh sáng đủ màu sắc ananda liền đứng dậy cung kính chắp tay thưa bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười đại thánh mỉm cười ắt có nhân duyên phật dạy này Ananda, hôm nay trăm ngàn câu chi na do tha chúng trong hội này Đối với các pháp đã đắc vô sanh pháp nhẫn Thấu rõ tất cả pháp là vô tác vô vi, bất sanh bất diệt Và ý muốn thanh tịnh Do nhờ dâng cúng những thứ hoa vân vân Các vật cúng dường ấy vọt lên không trung kết lại thành một cái lọng Bốn góc trên đỉnh lọng có cờ trang nghiêm đủ kiểu rất đáng ưa thích bấy giờ trăm ngàn câu chi na do tha chúng trong hội đứng dậy chắp tay cung kính bạch thế tôn bạch thế tôn chúng con xin nguyện đời vị lai sẽ thành phật có oai đức tướng tốt giống như thế tôn quốc độ trang nghiêm chuyển Pháp luân độ thanh văn bồ tát trời người đều thành phật